mẫu xe Honda City đời 2020 phiên bản CVT tốt nha quý vị. Đó, màu đỏ, mang biển số cá nhân tại thành phố Hồ Chí Minh, chạy chỉ có 27.100 km ạ. Và hiện tại mẫu xe này thì đang được Toyota Tân Cảng rao bán với mức giá đó là 547 triệu đồng nha quý vị. Một mẫu xe mà với cái chất lượng về ngoại thất cũng như là nội thất bên trong xe còn rất là đẹp và mới nha quý vị. Với mức giá được đưa ra chỉ 547 triệu đồng và có những cái chương trình khuyến mãi hỗ trợ rất là tốt nha quý vị. Thì quý vị có nhu cầu thì cứ đến Toyota Tân Cảng xem xe ha. Đây, nội thất bên trong nè quý vị nè. Đó, về ở phía sau đây nè. Rất là mới nha quý vị. Và ở trong đây ạ. Nội thất phía trước đây ạ. Quý vị thấy nè, bên trong nè. Đầy đủ hết rồi, DVD, camera, yeah. Đó. Rất mới nha quý vị.